Kính thưa quý vị, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi TPP, các quốc gia châu Á tham gia vào hiệp định này tuyên bố sẽ tìm cách duy trì hiệp định thương mại đa phương giữa các quốc gia. Thực tế với quyết định rút khỏi hiệp định thương mại TPP, Mỹ đã trên đường tạo ra khoảng cách với các nước trong khu vực châu Á. Song, quyết định này của Tổng thống Donald Trump cũng mở ra những hướng đi khác cho các quốc gia ủng hộ hiệp định thương mại này, lôi kéo các nước khác tham gia vào TPP, chẳng hạn như mời Trung Quốc tham gia vào đàm phán. Chúng tôi muốn có nhiều cơ hội với thị trường khác. Chúng tôi đã có hiệp định tự do thương mại Trung Quốc, Úc và chắc chắn sẽ có cơ hội cho Trung Quốc tham gia vào hiệp định thương mại này. Thêm vào đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết ông đã có cuộc thảo luận với lãnh đạo các quốc gia khác trong hiệp định TPP, bao gồm Nhật, New Zealand, Singapore về việc duy trì TPP mà không cần có sự góp mặt của Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết ông sẽ cố gắng khiến cho Hoa Kỳ hiểu về những lợi ích chiến lược nếu tham gia vào TPP, đồng thời công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận về TPP đã hoàn tất. Trước đó, mục đích của cựu tổng thống Obama thiết lập hiệp định TPP mà không có Trung Quốc với nỗ lực nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc thiết lập vai trò lãnh đạo kinh tế của Mỹ trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã đề xuất một hiệp định đối đầu có tên là Khu vực Tự do Thương mại Châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP, và Trung Quốc đã thuyết phục được các nước ASEAN tham gia hiệp định Tự do Thương mại khu vực ASEAN (ACEP). Đây được coi là hiệp định thương mại lịch sử, quy định sự tự do thương mại giữa các nước trong khu vực ASEAN. Các thành viên hiện tại của TPP bao gồm 11 quốc gia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, Việt Nam, Úc và New Zealand sẽ phải đưa ra quyết định ra đi hay ở lại TPP, hoặc họ phải tìm cách để duy trì hiệp định này với sự vắng mặt của Mỹ trong thời đại chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Donald Trump.